Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay ta sẽ giải bài tập à, toán nâng cao lớp 5 tuần 2 ôn tập bốn phép tính về phân số, hỗn số DB. Bài số 1. Phần tô màu ở dưới biểu thị hỗn số nào? Đây chúng ta xem nhận xét này, chúng ta thấy này, đây là một cái hình tròn. Hai cái hình tròn, ba cái hình tròn. Thì trong hình tròn này người ta họ chia làm bốn phần à, 1, 2, 3, 4 phần Cái hình tròn này cũng tương tự vậy 1, 2, 3, 4 phần Cái này thì cũng 4 phần Đó, 4 phần Thì cái hình tròn này thì người ta họ tô màu đen hết 4 phần luôn Cái hình này thì người ta cũng tô hết 4, 4 phần Còn cái này người ta họ chỉ tô có 1 phần Đó. Như vậy thì người ta yêu cầu là chọn cái hỗn số nào phù hợp đây là một như vậy là không đúng tại vì cái này là hai cái hình nguyên, được không? hai cái hình nguyên. và dạ, chúng ta sẽ đi tìm cái hỗn số là hai cái, <laughs> hai cái phần nguyên. Rồi, như vậy cái này thì một phần nguyên, hai phần nguyên. Như vậy một phần nguyên, một phần nguyên. Đây là hai phần nguyên. Cái này không có, cái này là một cái phân số, không phải là hỗn số. Rồi. Còn một phần tư là đây cái phần này thì người ta sẽ chia làm bóng phần người ta lấy một phần, nè như vậy là hai một phần tư là phù hợp. rồi chúng ta xem cái phần này này, có câu C này, một năm phần tư, năm ta chia bóng được một lần, một lần thì được hai cũng một phần hai một phần tư. Nhưng mà cái này nó không có được, tại vì cái hỗn số á, thì cái phần cái số đây này, này phải nhỏ hơn số dưới này mới ra hỗn số còn này nó không phải cái này cái tử này nó lớn hơn Nên đây, cái này cái này cũng không được gọi là hỗn số mà đây mới gọi là hỗn số một cái phần nguyên và đen tử này nó sẽ nhỏ hơn cái mẫu à, cái này mình sẽ đúng này hai phần nguyên này, là bốn phần chúng ta là chia làm bốn phần chúng ta lấy một phần, phần là một phần bốn ừ. qua trang tiếp theo Bài B. B. Phân số nào bằng hỗn số 3 1 phần 2. Này chúng ta đổi ra phân số là bài gì? 3 2 6 1 7 7 phần 2. Đây phân số này là 7 phần 2. <laughs> Câu C. Hỗn số nào bằng 18 phần 5. Thì một thì chúng ta sẽ đổi mấy hỗn số này ra phân số còn 2 thì cái này chúng ta có thể đổi ra là gì? 18 ta chia cho 5 là được 3 lần. Được không? 3. 3 nhân 5 là 15, vậy là còn dư 3 phần 5. Được không? 1 3 phần 5 không phải. 3 3 phần 5. Ok. ngày 2 3 phần 5. Này là 3 8 phần 5 không phải nha yeah. đây 3 3 /5. <laughs> phần 5 vậy d cộng hai phân số này lại thì 4 32 12 với 1 là 13 13 phần 3 cộng 2 36 8 3 Vậy là 13 cộng 8 là 21. bằng 21 phần 3. <laughs> 21 phần 3 là được 7. Được không? 7. Cái này chúng ta có cái cái này là là, là cái mẫu này giống nhau rồi thì chúng ta có thể là cộng này 4 cộng 2 là bằng 6 này được không? 4 cộng 2 là bằng 6 3 ta cộng 1 3 là cộng 2 là 1 ta cộng cho 2 là bằng 3 3 phần 3 là được 1 1 ta cộng cho cho 6 nữa là bằng 7 được không? đó là chúng ta để hỗn số chúng ta cộng cũng được Còn nào là gì 8 cái này là cái mẫu nó giống khác nhau chúng ta không thể cái cộng trừ được chúng ta phải đổi ra 8 x 2 là 16 với 17 phần 2 trừ cho 2 x 3 là 6 6 1 7 7 3 thì cái này chúng ta phải quy đồng yeah. nha đây là quy đồng là bên này là bằng Bên này chúng ta sẽ quy đồng lại là nhân cho 3. Nhân cho 3 là 3 nhân 7 là 21, cước 1 tính như 2. 51 phần 6 trừ cho 14 phần 6 bằng 7. 37 phần 6. <laughs> 37 phần 6 thì chúng ta sẽ tính ra. Đâu? Chúng ta sẽ tính ra. 37 chia cho 6 là bằng 6. Thì <laughs> yeah, là bằng 66636 1/6. Nha. Đây. Rồi, bây giờ cách tính thứ hai thì chúng ta để nguy, nguyên để nguyên phân cái hỗn số này, chúng ta chỉ quy đồng hai cái này thôi. Quy đồng hai cái 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 phần uh, phần số này thì cái này chúng ta sẽ nhân cho bao nhiêu đây mẫu 2 mẫu 3 nữa nên nhân cho 3 về yeah, 8 3 phần 6 trừ cho cái này là nhân cho 2 như vậy là 2 phần 6 được không về yeah, chúng ta sẽ lấy cái phần nguyên này chúng ta trừ phần nguyên là bằng 6 8 nó trừ 2 là bằng 6 3 phần 6 là trừ 2 phần 6 là bằng 1 phần 6 à, 6 1 phần 6 Chúng ta điểm nguyên là chúng ta quy đồng được cái phần Cái phần đó cũng được Được không? Rồi, như vậy chúng ta sẽ 6 1 phần 6 Nối hai hỗn số với và số tập phân và phân số với nhau nối hai hỗn số và phân số với nhau thầy xin lỗi nha thầy, à, hôm, mấy hôm nay thì bệnh cho nên thầy à, à, quản lý cái suy nghĩ nó nó kỳ cục quá mình nhìn trước đọc sau nhìn đọc sau đọc trước nhìn số này đọc cái số kia nó ngủ ngủ lắm kỳ kỳ Rồi, cái này thì người ta họ yêu cầu là cái hỗn số này bằng một cái phần số. 2 nhân 5 là 10, 10 còn 4 là 14 phần 5. Còn này thì sao đây? 3 nhân 9 là 27. 27 là 29 phần 9. Là chúng ta đổi lên, chúng ta nấu. 6 nhân 8, 48. 48 với lại 5. 53. Phần 6. 6. Này là 110, 110 cộng 7 là 117 Phần 10 58, 40 45 8 Rồi chúng ta nối lại 45 phần 8 đây Đây <laughs> là 29 Phần 9 Đây 53 phần 6 Đây <laughs> này. Này. Thì cái bài này thì chúng ta Thấy có sự khác biệt như thế này Chúng ta cũng không cần đổi Được không? Không cần đổi Thật sự không cần đổi Mấy em thấy nè 8, 6 cái mẫu này 8, mẫu 6, mẫu 5, mẫu 9, mẫu 10 4, 5 cái mẫu này là coi như là không có mẫu nào giống nhau Ở trên này cũng có có mẫu là 5 này Mẫu 9 này, mẫu 6, mẫu 10, mẫu 8 giờ là cái mẫu này cũng không có mẫu nào giống nhau Được không? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm cái mẫu 5 và mẫu 5 Mẫu 9 và mẫu 9 Mẫu 6 và mẫu 6 Mẫu 10 và mẫu 10 Mẫu 8 và mẫu 8 Được. Cho nên chúng ta cũng không nhất thiết chúng ta phải đổi lên này nè, Chúng ta phải nhanh nhạy chúng ta sẽ làm như thế Được không? À, xong <laughs> Bài B. Đỡ hỗn số thành phân số. 4 thật, nhân cho 3, 12 cộng 2 là 14. Bài này là 3 nè ta nhân cho 2 này ta cộng 1 này. Nhưng này chúng ta giữ nguyên cái mẫu này. 32617 2 ta nhân cho 4 này ta cộng cho 3 này dưới 14 này 248 83 11 4 này ta nhân cho 5 này cộng cho 3 này giữ nguyên 5 này 20 23 Bài này làm gì đây? Đổi phân số thành hỗn số. <laughs> 12 phần 4 cộng cho 3 bằng 4 bằng 3 bằng 4. Thì cái lấy 15 này người ta tách ra là 10, 12 cộng cho 3. Mục đích là gì? 12 chia 4 được 3 là số nguyên. Được không? <laughs> Như vậy 18 phần 5 này chúng ta sẽ tách ra là 15 phần 5 cộng cho 3 phần 5. 15 cho nên 5 được 3, 3 phần 5. Bãi <laughs> này chúng ta sẽ tách ra được là 6, 6 phần 3 cộng cho 1 phần 3. 6 là chia 3 được 2, 2 1 phần 3. 9 này chúng ta sẽ tách được 8 phần 2 cộng cho 1 phần 2. 8 ta chia cho 2 được 4. 4 1 phần 2. Đây là trang tiếp theo. Bài số 3 tìm x theo mẫu. Xem cái mẫu mẫu người ta làm gì đây x trừ cái này bằng cái này rồi cái này chúng ta sẽ đổi cái hỗn số ra phân số rồi chúng ta cộng lại với nhau <laughs> cộng lại với nhau đó nó lúc này chúng ta lại đổi cái hỗn số này đổi phân số này ra hỗn số Nào. Rồi. rồi chúng ta làm x bằng <laughs> đây là số hạng Muốn tìm số hàng cho biết, ta lấy tổng ra trừ số hàng kia. Như vậy cái này. Ôi ừ, cái này chúng ta phải đã đọ... cái bước chỗ này chúng ta sẽ đổi ra hỗn số chứ. Thầy lửa ái rồi. Đúng rồi, chúng ta sẽ đổi cái hỗn số này luôn. Nha, thầy lỡ viết rồi. Thì cái này chúng ta sẽ đổi cái hỗn số này ra ha. Đổi hỗn số này ra là bao nhiêu đây? 5 4 20 23. từ này là một bảy. Rồi cái này chúng ta sẽ quy đồng ra ha. Chúng ta quy đồng ra. Quy đồng rồi chúng ta trừ. Đây làm ngoài giấy nháp tại vì chỗ này là thiếu giấy cho nên ngoài làm giấy nháp luôn. Như vậy chỗ này thầy viết nhỏ nhỏ như này cho. Như vậy cái này là quy đồng là bao nhiêu? Là 6 9 phần 12. Đây là, là 28 phần 12, thấy không? Như vậy là 69 là trừ cho 28 là bằng 1 4 41 phần 12. 41 phần 12 thì chúng ta sẽ đổi ra hỗn số là bằng 3 5 phần 12 Bài B Đây là muốn tìm số uh, chia Ta lấy số bị chia chia cho thương là Chúng ta sẽ làm giống như này Chúng ta sẽ đổi ra cái hỗn số này ra luôn 3, 2, 6, 6, 1, 7 7 phần 2 chia cho thương là 236 236 1 7 phần 3 x bằng cái phần này của cái phần này của bài trước nha như vậy cái này chia nhau chia nhau thì ra nhân đảo ngược lên nào X bằng bao nhiêu? 7 với 7 là hết 3 phần 2 3 phần 2 3 chia 2 là được 1 1 còn dư là 1, 1 phần 2 Và C <laughs> Cái này tương tự như những cái bài trên. Đây là muốn tìm số bị trừ. Ta lấy hiệu ta cộng với số trừ. 4520 121. Ta cộng với số trừ là 3 x 1 là 3 326 6 phần 3. x bằng chúng ta quy đồng ra là bằng bao nhiêu đây? 63 phần 15 cộng cho 30 phần 15 x bằng 93 phần 15 Chúng ta đổi ra hỗn số Thì Bây giờ thầy chỉ với hỗn số này Bấm máy tính nè 9 3 xiệt 15 bấm nhớ bằng là 6 1 phần 5 Được. 6 1 phần 5 bài này muốn tìm là đây là dấu nhân muốn tìm thừa số ta lấy tích ta chia thừa số kia tích là cái này ta chia thừa số này là 3 10 10 phần 3 để chia cho thừa số kia là 2 x 2 là 4, 1, 5. 5 2. X bàn nó nhân đổ ngược lên 9 phần 10. Ta nhân đổ ngược lên là 2 phần 5. X bằng 18 phần 50. <laughs> 18 phần 50 thì phân số này nó lại tử nhỏ hơn mão cho nên chúng ta không đổi ra hỗn số được khi nào mà cái tử mà nó lớn hơn cái mão thì chúng ta mới đổi hỗn số <laughs> rồi bài tiếp theo <laughs> đây là muốn tìm số bị chia ta lấy thường ta nhân với số chia 2 x 2 là 4 4 với lại cộng cho 3 2 x 4 là 8 chứ Mày thiệt 2 x 4 là 8 8 ta cộng cho 3 là 11 phần 4 à. Ta nhân cho cái số này 1 x 2 là 2. 2 ta cộng cho 1 là bằng 3. 3 phần 2. X bằng 33 phần 8. Chúng ta có thể... <laughs> 33 phần 8 bằng 4, 1 phần 8. Cái này chúng ta sẽ làm cho nó đầy đủ luôn người ta viết dư thì chúng ta viết luôn cho nó đầy đủ. Như vậy cái này là vàng gì 33 phần 8 x bằng 4 1 phần 8. Bài số 4. So sánh các khoảng số sau theo mẫu 4 5 phần 8 lớn hơn 3 1 8 vì 4 lớn hơn 3 thứ nhất là cái hỗn số cái hỗn số mà nó có phần nguyên mà phần nguyên cái hai cái cái mẫu mà giống nhau á cái mẫu mà giống nhau nè mẫu ở nhau thì tất nhiên cái đó cái phần phân số phía sau này cái cái tử này luôn luôn nhỏ hơn cái mẫu rồi. Nè, tử nhỏ hơn mẫu. Thì cái phần nguyên này á, phần nguyên là lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Cái mẫu giống nhau, 9 9 nè. Này 6 5. Này phân số con số 6 lớn số 5 vì 6 lớn hơn 5. Câu B. Cái mẫu cái giống nhau Mẫu giống nhau Và cái tử này là nhỏ hơn cái mẫu hết Tử nhỏ hơn mẫu Nhà cái 4 lớn hơn 3 Số 4, số 3 Vì 4 Lớn hơn 3 Bài số 2 2 Bài mẫu 2 bãi 10 bé hơn 2 9 phần 10 vì 2 bằng 2 nhưng cái này nhỏ hơn cái này Được. cái cơ số bây giờ cái phần so sánh hai cái này là hai cơ số này là bằng nhau rồi thì chúng ta phải so sánh cái phần phần phân số được không? Cái phần nguyên thì bằng nhau. Chúng ta so sánh cái phần phân số. Cái này là 7 phần 10, cái này 9 phần 10. Cùng mẫu thì tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. Rồi cái này là cùng 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 phần nguyên thì cái này là 5 phần 8 lớn hơn 3 phần 8 <laughs> vậy thì cái này phân số này lớn hơn vì gì 3 bằng 3 nhưng 5 phần 8 lớn hơn 3 phần 8 Ôi, cái chỗ này chúng ta người ta đã chừa sẵn cho mình rồi mình sao không để ý nha bay tầm ba không à rồi như vậy chỗ này là nhân là gì nhân 5 phần 8 lớn hơn 3 phần 8 Bài tiếp theo. Phân số này lớn hơn. Tại vì 3 phần 10 lớn hơn 1 phần 10. Vì 6 bằng 6. Nhưng gì? 1 phần 10. Bái hơn 3 phần 10. <laughs> Bài số 5. Viết số đo thành hỗn số theo mẫu. 6 tấn 3 tạ. Bằng 6 cộng cho 3 phần 10 tấn bằng 6 3 phần 10 tấn thì có nghĩa là ngay chỗ này nè 3 tạ này chúng ta sẽ đổi ra tấn là 3 trên 10 nha. 3 trên 10 là tấn tại đơn vị tạ này nó đứng liền kề kìa tấn thì sẵn đây thầy thể viết luôn cái dãy đơn vị đo à, thầy qua kia thì viết này. viết bên này thì nó lại nó lửa giữa chút này chúng ta muốn xem là chúng ta lật qua lại lặt qua lật lại thì chúng ta tốn thời gian ở trong này có đơn vị là kg rồi rồi và cm rồi đi tùm lum. Rồi sẵn nay thầy thầy... <laughs> thầy sẽ viết cái cái giải đơn vị nè, hai cái đơn vị luôn. Thứ nhất là gì? Dạng à tấn tạ yến kg hectogram decagram gram <laughs> và giấy đơn đơn vị đo là kilômét, hectômét, decamet mét decimet centimet và mm sáng nay ôn lại luôn ha vậy là gì tám tạ bảy yến người ta yêu cầu là đổi ra gì đây đổi cái đơn vị lớn được đổi qua đơn vị lớn là tám tạ này bảy yến này người ta yêu cầu là bao nhiêu bao nhiêu tạ như vậy là yến này chúng ta sẽ đổ ra tạ. Đây, yến này chúng ta sẽ đổi ra tạ là chúng ta sẽ chia cho 10. Nè, chia cho 10. Như vậy là để coi cách viết của người ta coi. Chúng ta phải làm theo mẫu nha. Vậy 8 tạ là chúng ta giữ nguyên. Cộng cho 7 yến này chúng ta đổi ra tạ là 7/10 tạ. bằng 8 7/10 tạ. <laughs> máy chúng ta và dc máy đây dc đây chúng ta liền kề nhau như vậy là bằng năm máy chúng ta giữ nguyên đó rồi cái này là chúng ta sẽ đổi ra máy là chúng ta cộng cho 9 phần mười máy dc này chúng ta đổi ra mấy á bằng 5 9 phần 10 máy dc cm hai liền kề nhau thì 7 dc này chúng ta giữ nguyên cộng cho 4 phần 10 này nó trở thành là dc bằng 7 4 phần 10 dc mát là cm mát qua cm ha mấy và sang tây là chúng ta sẽ nhân cho 10 còn này chúng ta đổ ngược lại là chúng ta chia cho 10 à, chia cho trăm cái này chúng ta sẽ chia là trăm vậy là ba mấy thì chúng ta ghi lại cộng cho 81 chia là trăm đây là mấy đây là ba 81 mươi trên 100 <laughs> tấn là kg như vậy là tấn tấnai qua kg nhà chúng ta này chúng ta sẽ chia cho 1.000 4 tấn là chúng ta ghi lại cộng cho 36 là chia cho 1.000 đỡ đơn vị là, là tấn nè bằng gì 4 36 trên 1.000 là tấn đây là km đổi ra mấy là ừ. dạ, 9 km thì về giữ nguyên Nên là mấy này chúng ta sẽ đổi ra km là chúng ta sẽ chia cho 1.000 cộng cho 8 trên 1.000 km bằng 9 8 phần 1.000 này là km Đúng qua bài số 2 cái mẫu mẫu 2 3 giờ 24 phút bằng 3 giờ ta cộng cho 2 phần 5 giờ. Cái này 24 phút thì chúng ta sẽ đổi ra giờ là bằng 2 phần 5 giờ. À, 2 phần 5. 2 phần 5 nó này có nghĩa là chính xác là bằng gì? 24 ta chia cho 60. nghĩa ngay chỗ này là chúng ta sẽ 24 phút này. Nên chia cho 60 vậy. Nó rút gọn ra bài này bốn giờ này chúng ta giữ nguyên à. như vậy ngay chỗ này phút là 36 phút đó, chúng ta chia cho 60 Ha, à, nên trở thành là giờ như vậy là một thì chúng ta là rút cộng cái này hai thì chúng ta để nguyên cũng được được không để nguyên rút cộng cũng được à, nếu rút cộng thì chúng ta sẽ 36 36 chúng ta sẽ Bằng 60. À, bằng 3 phần 60. 3/5, 3/5. Như vậy là bằng là 4 giờ 4 3/5 giờ. Cái này có nguyên nguyên thủy của nó là bằng 36 phút là trên chia cho 60 này, nè. Ta rút gọn được 3/5 Nguyên thủy của nó là 36 chia cho 60. Tại vì 1 giờ là 60 phút thì chúng ta sẽ đổi ra là bằng 60 phút này là 36 phút thì chúng ta chia cho 60 Đây là 7 phút thì chúng ta giữ nguyên cộng cho 15 giây 15 giây là ta chia cho 60 cái này trở thành là phút Nha. bằng 7 bây giờ 15 này chúng ta chia 60 là bạn 4 à, 60 ta 15 bằng 4 như vậy là <laughs> như vậy ngay cái này là bằng 1 phần 4 đúng không 15 <laughs> bằng 1 phần 4 phút này cái nguyên thủy của nó là 15 là chia 60 á à, 15 chia 60 là bằng 1 phần 4 Đây này thì sao đây? 2 tuần 3 ngày. Nha, yeah, 2 tuần 3 ngày. Như vậy là 2 tuần này chúng ta ghi lại. À yeah, 2 tuần là 3 chia. Cộng cho 3 ngày. Mà 1 tuần là có bao nhiêu? 1 tuần là có 7 ngày. Yeah. Nha. Vậy là 3/7 phần 7 ngày. Ngày bây giờ nó trở thành là tuần. Bằng 2 3 phần 7 tuần <cười> <cười> 5 ngày 8 giờ 5 ngày là chúng ta giữ nguyên 8 giờ 8 giờ mà 1 giờ Có 20... 1 ngày có 24 giờ Được không

Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.